Nào, mẫu mới này, ơi cầm từ tay đây này, một tay của lên nhá anh em nhá. Này. Đấy. Siêu nhựa gió luôn. Đấy, anh em thấy nào? Đẳng cấp chưa? Rồi. Đứng rồi nha, không cần. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh mình nhá. Nay mình lên siêu phẩm điều in chuyển nhiệt 1.7 bán với giá 350 triệu cho anh em nhá. Đang sale nhá. Mình đang bán trên TikTok nhiều. Anh em là đợt sơn vui lòng liên hệ qua kênh TikTok của mình điều 6 HLV nhé. Sau mình sẽ để link ở phần mô tả ở kênh YouTube nhé. Anh em mua điều ủng hộ nhé. Hiện tại là mua đang free ship đấy. Anh em cố gắng mua sẽ được mã giảm giá. Con này khoảng tầm 300 anh em. Áp mã giảm giá còn 300. Đấy, điều 47 nhé. Cộng 6 le. Le này là D20 nên 35 anh em nhé. Anh em, đây quả táo anh em, nhìn rất chi là đẹp. Điều nhá, in mặt này nét hơn anh em. Đấy, nét căng luôn nhá, đây là mặt sau của nó. Nhưng vẫn là nét. Sáu le anh em nhá. Đấy. Đây, đây, nhân văn hoàn đóng đóng. Sáu để bay anh em. Điều, chân điệu full carbon anh em nhá. Rất chi là đẹp này. Màu nổi đẹp nhá. Giá rất chi là hợp lý cho anh em rồi. Sáu đơn thì hiện tại mình đang có một dòng sáu đơn 120 quả anh em nhé. Thả luôn, nghệ chân vân hoàn đấy, giật anh em nhé. Giật được này anh em ạ. Rất thiền nhé. Hơi chết, vừa lại anh thấy hơi chết rồi. Anh em hoàn lại rút để sửa lé nha anh em nhé. Đấy, rút dễ luôn. Đấy, giật này, đang giật này. Đúng rồi, đấy, 1.7 nha, rất dễ lên nha. Anh em thấy nào, hiền đó. Loại này bao nhẹ gió như anh em nhé. Nó là lóc ghét nhưng nó nên là bao nhẹ gió luôn. Diều, những con diều nó lên được là con đấy thì được diều liền này lên được này. Là con lóc ghét này cũng sẽ lên được. Anh em đang đang đứng. Hoàn vừa lấy không có đuôi nó ngặt anh em nhé. Bây giờ Văn Hoàn sẽ gò đuôi lên, sẽ thả lại anh em nhé. Đấy, Văn Hoàn không cần với đâm luôn anh em. Thả thôi. Đấy. Nhẹ loại này thả mái bao ngon. Mẫu rất là đẹp. Mắt thích. Gió đang rất chi là to anh ạ. Mấy con diều xa xa kia đã nghiêng. Này mình sẽ test tự gió to anh em nhé. Gió đang 20 km/h, không xi nhê gì anh em. À thì cứ cầm thả ra thôi, là nó tự trôi anh em. Đấy, không lo ngật nữa nha. Hoàn Văn Hoàn nó gò cong đuôi này không. Nà 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 anh em. Đây chạy con diều 2.5 m mang đầm con 1.7 m.
nên nó hơi nặng em ạ. Nó to con líp anh ạ. Thấy ngoan, thấy nó đổ hồi chưa? Hôm trước đâm cái này nè. Đờ đờ. Đây, trước nó chưa đổ rồi này. Sáu le nó chỉnh nó cũng khó hơn anh em. Dày nặng quá, dày đầm diểu 2,5 m đến 3 m đấy. Mà còn đầm 1,7 m này. Được không? Bao vạo không đứt anh em nhá. Rồng tố cũng không đứt được. Ngon anh em. Nghệ nhân Văn Hoàn đang rút về. Anh em tìm Văn Hoàn rút về nhá. Trời tối nên mình rút về thôi. Đấy. Ôi, ôi, bắt siêu nhanh luôn anh em nhá. Đã về được tận tay. Xin chào tất cả các bạn cho các video tiếp theo.